chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây ha. Để đẹp giá rẻ luôn nha quý vị. Chào anh Nguyên. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, đang có về khoảng tầm 30 cây phôi mai dạo Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quý Vừa ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em là bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Là vô mã số 36A ha anh Tấn. Rồi 36A, một cây đế quyết một vẹp luôn. Em này cao tầm chắc khoảng 70 rồi quý vị. Tay cành đều ha, đế quyết ha. Cái thời giá cả sao đây? Hoành 29 anh em ơi. Rồi 29 hoành còn nguyên cái bị đó. Cây này giao lưu 1 triệu thôi anh em ơi. Rồi giá có 1 triệu quý vị, đế quyết một vẹp ha. 29 hoành. Đó. Quý vị mình thấy mà ưng ý alo. Anh nằm nguyên cây này muốn nói luôn vậy, cây nặng ha. Rồi quý vị cứ alo liền cho anh Nguyên ha. Quý vị thấy cảm thấy thích quý vị hãy cho mình một cái like quý vị. Đó. Mã số 37 thì em này cao tầm khoảng 1 mét ha. Tay cây này đứa đẹp luôn anh em. Cây này hoành cũng gần 29 luôn anh em ơi. 29 yếu một xíu. Dạ, xíu xíu luôn. Chậm chậm quý vị không nghĩ. Cây này vòng vòng nó đi anh Nguyên. Cây này giao lưu cũng 1,2 triệu thôi anh em ơi, nhìn xương lực thôi. Cành đẹp, đế đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. 29 hoành yếu một xíu. Rồi, mã số tiếp theo 38A. Thì em này cao tầm chắc khoảng tầm 80 nhưng quý vị. Đây cành đều rang ha. Đây cành đều. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 26 anh em ơi. 6. Có cái củ tròn. Thấy đẹp luôn. Cây này giao lưu 550 anh em ơi. Cây đẹp như 550 à. Dạ. 550 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Giá quá mềm luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 39A. Rồi em này cao tầm khoảng 60 quý vị ơi. Thôi nhanh bài luôn. Có cành phóng dài dài. Tay cành đều ha. Hoành 25 anh em ơi. Rồi, chân đế. Động lực ha. Cây này giao lưu 550 anh em ơi. 550 à quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục quý vị ơi. Số 40. 40A nha quý vị. Clip hôm nay có chữ A nha quý vị. Rồi em này cao khoảng 1m1, tay cành đẹp nhưng quý vị. Hoành 24. Anh Nguyên cho em dòng chỗ gì xem đường thân tay cành anh Nguyên. Đó, tay cành thật đẹp không quý vị. Cây này giao lưu 550 luôn anh em ơi. Cho em dòng đế đi. Đấy đẹp luôn. 550 luôn. 550 à. Dạ. Dễ thương quá. Đây, tiếp tục 41, một em đế nôm. Rồi em này cao chắc khoảng tầm 1m đi quý vị. Tay cành ha, vậy là đặt rồi ha. Đặt cái thân. Cái này bộ đế này đẹp. Hoành 24. Để nồm gơm. Này 58, đế sổ luôn, gơm luôn. Sổ nồm gơm. Cây này giao lưu 700 anh em ơi. 700 rồi quý vị ơi. Dạ, bộ đế đẹp quá. Cây luôn. Giá cực kỳ mềm cho quý vị, mình dễ chơi luôn. Rồi 42 đây. Rồi 42 thì em này cao tầm cũng khoảng 80 nha quý vị ơi, 80-90 vậy nằm ở khoảng đó đó ha. Có cái cò ha. Dạ, đấy đẹp luôn. Hoành 23 thôi anh em ơi. Rồi để nè. 24 là yếu. Cây này giao lưu 500 luôn anh em ơi. Sẽ đều đẹp ha. Dạ, đấy đẹp luôn, đấy bàn. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, quá yêu thương luôn. Rồi mã số tiếp theo gì ơi, mã số 43. Rồi em này cao thì chắc khoảng tầm 90 ha. Tay cành đóng nè. Thả đều ở trên luôn. Hoành 26. 56 hoành đúng luôn. Cây này giao lưu 450 luôn anh em ơi. 450 tiền cây tiền hết hết trơn luôn, luôn rồi. Hết luôn. Rồi. Rồi mã số tiếp theo 44. 44 thì em này ca tầm khoảng 80-90 vậy quý vị.
tay cành này đặt hết trơn nè, nhăn lắc tay cành đẹp luôn, hình đặt hết luôn ha. Quành 27 chủ đế cũng gồm ha. Cây này giao lưu 600 luôn anh em ơi, 600. Rồi lên cây mới luôn. Rồi mã số 45. Rồi 45 thì em này cao tập cũng khoảng 70 nhưng quý vị tay cành nè, đóng đặt ở trên nè ha. Cái hoành luôn rồi quý vị. Hoành 25. 55 hoành. Cái này giao lưu 550 luôn anh em ơi. Rồi 550 à. Rồi, xuống cây luôn. Giá nhỏ dễ chơi luôn, hoành to chưa? Giá có nhỏ xíu ha. Rồi mã số 46A. Rồi, em này cao chắc khoảng tầm 70 nha quý vị. Cao tầm 70. Này bộ đế đẹp nha nè. Để gom lực nè quý vị ơi. Quanh 23 thôi anh em ơi. Để gom lực nè, kính đế luôn ha. Cây này giao lưu 550 anh em ơi. Rồi 550 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là 47 nha. Rồi em này cao tầm cũng khoảng 60-70 quý vị, nằm ở khoảng đó ha. Tay cành thì cũng đều quá nè. Quá ha. Vô quanh em nói luôn rồi quý vị, đây lực quá quý vị. Quanh 23. Đây còn chẳng chẳng ha. Dạ. Cái này giao lưu 370 anh em ơi. 370 à. Dạ. Giá yêu thương quá. Rồi xuống cây luôn. Mã số 48A. Tiếp tục là em đế nôm dài luôn rồi quý vị, kính đế luôn ha. Cái này cao tầm cũng khoảng 70 đến 80 quý vị, nằm ở khoảng đó nè. Bộ đế đẹp nha nè. Quá trời bộ đế. Sậu dài luôn. Quanh 20 anh em ơi. Sậu dài mà kính nha. Đế nha. Kính màu luôn. Cây này giao lưu 550 anh em ơi. 550 à. 550 luôn. Cắt ngay đây đi. Vậy anh em ghép bung xa. Tay anh dạ, đó. Đúng rồi. Lấy con đoạn dưới để anh hay hơn. Rồi xuống cây luôn. Mã số là 49A. Rồi em này cao tầm khoảng 70 đến 80. Tay cành nè. Xây xây cho gì cũng nghe tay cành cho kỹ ha. Rồi co gì đấy quý vị. Quanh 23. Để nơm đẹp luôn nghe anh em, đều luôn. Qua đây. Cây này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi 450. Nhàn xương đẹp luôn, 450. Rồi, xuống cây luôn, giá nhỏ dễ chơi luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Đây, mã số 50A. Em này cao khoảng 60. Tay cành nè. Cành cũng sáng sát luôn ha quý vị. Quanh 21. Đế nè. Đế cứng đế luôn hả quý vị. Cây này giao lưu 370 anh em ơi. Rồi 370 à. Dạ. Nhìn xương đẹp đế đẹp cây luôn. Cây luôn. Đẹp xương đẹp luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số là 51A. Rồi 51A thì này cao chắc khoảng tầm 1m đó quý vị. Tay cạnh thì nó quá đặc luôn ha. Tay cạnh đặc nghẹt hết rồi. Đó. Này bung ra cái là kính luôn. Hoành 23. Rồi, để luôn, 53 hoành quý vị. Tuyên nôm luôn. Này giao lưu 350 anh em ơi. 350 à. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi. Mã số 52A. Rồi em này cao tầm khoảng 60. Quanh 18. Để luôn, để cũng quá xa để như. Này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi, 270.000. Dạ, đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn.
53 ha. Rồi 53 nha quý vị. Rồi cao khoảng 70. Anh đây cành nóng đặc hết trơn. Rồi để cũng quá xá đế gì vậy? Quành 22. Cái này giao lưu 300 luôn anh em ơi. Rồi 300 mà cây đẹp luôn. Dạ, 300k luôn. Giá gì cũng quá đẹp luôn. Rồi lên cây mới luôn. 54A. Rồi 54A đây quý vị. Rồi em này cao chắc khoảng tầm 80 ha. Em này cái tay cành nó nu nè. Nó nu trong tay cành quá xá nè. Tay cành nào quanh 52. Này nói chung là nó muốn chảy hết rồi ha. Nu 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 nó nu. Nu nắp nào cũng nu. Cây này giao lưu 300 luôn em ơi. Đây em trồng để luôn. Dạ. Nói chung không không tính xù nha anh em, cái này cũng xù thôi. Nó nuôi tương lai lắm nè. Dạ. Mà không có tính. Đó, mắt nào cũng có hết. Dạ này nè. Là 300k ha, tính mai thường thôi. Mai thường 300. Rồi, cái luôn. Rồi mã số 55 a. À, rồi em này khoảng cao khoảng 60 nha quý vị. Tay cành đóng cũng đẹp lắm nè. Nè, đó xây xây gì cũng nghe tay cành ha, đóng cũng đẹp quá nè. À, vô quanh luôn. Quanh yếu 20 tí xíu anh em ơi. Rồi, 20 yếu. Này giao lưu 300 luôn em ơi. Rồi, 300.000. Rồi, cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 56. À. Rồi em này cao tầm khoảng 60 luôn quý vị ơi. À, tay cành đóng cũng đều quá nè ha. À, vô cái quạch em nói luôn rồi quý vị. Quạch 23. Rồi, xây luôn. Cái này giao lưu 300 luôn em ơi. Cũng đế bên đây đều hết trơn nghe nè. Đó. Tối đế cũng đặt lắm. Dạ. 300 á anh. 300 luôn. Bình thường luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 57 nha. À. Rồi, em này cao chắc khoảng tầm 1 mét. Em trực cao khoảng 1 mét ha. Rồi, vô cái quạnh cho nó luôn à quý vị. Quạnh 25. Rồi, để đây à quý vị. Cây này giao lưu 400 luôn anh em ơi. Em trực nơm kính nè. Dạ, 400 luôn. 400 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số là 58A. Rồi em này cao tầm khoảng chắc khoảng 1 mét thôi quý vị ơi. Này cao khoảng 1 mét à. Tay cành quá xá ha. Đặt cái tên. Quành đây. Quành 27, hơn 27 luôn. Để xe đều luôn nè. Cây này giao lưu 500 anh em ơi. 500 một cái gì ơi. Gần 28. Rồi, xuống cây luôn. Giá quá rẻ ha. Rồi mã số 59. À, em này cao chắc khoảng 40. À, cao khoảng 40 cái gì. Phụ đế cũng đẹp quá nè. Gồm ha. Tay cành ok. Rồi vô quanh luôn. Quanh 15 anh em ơi. Rồi xây xây luôn. Này giá lưu 270 luôn anh em ơi. À, cắt bộ đế này về làm ghép con sai anh em ơi. Cắt cái này 270. Dạ 270. Xuống cây. Rồi lên 60 A luôn. Rồi, cao khoảng 40 luôn quý vị. Đế này cũng đẹp nữa nè. Dạ. Quanh 16 luôn anh em ơi. À, đế nào đẹp nè quý vị. Này giao lưu 270 luôn anh em ơi. 270 luôn hả? Dạ. Đế này đẹp ha. Rồi xuống cây luôn. 61A luôn. Rồi em này cao khoảng 70 quý vị. 60-70 mà tính là 60 đi cho chắc ha. Quanh 18 anh em ơi. Có cụ đế nè. Dạ, đế đẹp luôn. Cái này giao lưu 290 luôn anh em ơi. 290 ha. Dạ. Rồi hết rồi anh Tấn ơi. Còn hết hả? Dạ hết luôn. Hết rồi. Rồi cảm ơn quý vị mình rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip.
thì trong quá trình xem ứng ý mã số nào cái alo trực tiếp cho anh Nguyên những cái gì. Rồi, cảm ơn quý vị mình rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.